này đi dạo chơi ở trong rừng nhá. Chúng mình mặc quần áo rồi, mặc quần nào? Mặc áo. Tuyệt vời. Bây giờ chúng mình sẽ cài cúc áo. Bên trên, bên dưới, ở giữa, bên trên, bên dưới, ở giữa. Và bây giờ là ở đâu nhỉ? Đúng rồi. Và bây giờ? Ở dưới. Và? Chính xác rồi, ở giữa. Chúng mình đi đánh răng thôi nào. Cảm ơn chạy. Chải răng trên, chải răng dưới, bên trên, rồi lại bên dưới, rồi lại bên trên, rồi lại bên dưới. Và bây giờ ở đâu nhỉ? Bên trên. Và bên dưới, chính xác. Bây giờ chúng mình sạch sẽ tinh tươm rồi. Sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Chúng mình đi ăn sáng thôi. Đúng rồi, chúng mình đi tìm cà rốt để ăn sáng thôi, được không nào? Thảo đâu, lên đường. Wow, phía trước chúng ta là một con suối. Làm thế nào để có thể sang bờ bên kia nhỉ? Có những hòn đá ở trên dòng suối các em ạ. Chúng mình sẽ phải nhảy lên trên các hòn đá để qua dòng suối thôi. Thỏ ơi, chuẩn bị nào. Chúng mình sẽ nhún xuống để bật lên thật cao nhá. Hòn đá đầu tiên. Hòn đá tiếp theo. Và lại một hòn đá nữa. Hòn đá tiếp theo sẽ xa, thật là xa. Các em ơi, chúng mình phải chuẩn bị để nhảy lên thật cao. Chuẩn bị nào. Sẵn sàng. Các bạn giỏi thật đấy. Thỏ rơi xuống suối ướt hết cả rồi. Thỏ sẽ phải vẩy tai bên trái, vẩy tai ở bên phải, vẩy tay trái, vẩy tay phải, vẩy chân trái, vẩy chân phải, và vẩy cái đuôi. Thỏ lại khô ráo rồi. Chúng mình lại đi lên đường thôi. Wow, các bạn thỏ ơi, phía trước chúng ta là một khu vườn đầy cà rốt kìa. Thích quá, thích quá, thích quá. Nhiều cà rốt quá. Nhưng mà chúng mình sẽ phải gọi cổng thôi. Không có ai mở cổng cho chúng ta. Chúng mình gọi nào. Tốc tốc tốc. Vẫn không có ai. Hai tay nhá. Tốc tốc tốc. Không ai mở cửa cả. Dùng chân nào. Tốc tốc tốc. Không có ai. Các bạn thỏ ơi, lại đi, lại đi, lại đi. Chúng mình sẽ đào một lối đi để đi qua cổng, được không nào? Chúng mình thử nhé. Chúng mình đào đi sâu xuống mặt đất và đi lên. Chúng mình đã ở phía bên kia của cánh cổng rồi. Cà rốt, cái mục của tớ. Đây rồi, chúng mình cùng nhổ cà rốt nào các em ơi. Vẫn chưa được. Một lần nữa nào. Cà rốt chặt quá. Nữa nào. Trời ơi. Một củ cà rốt. Một củ cà rốt. Các em đã có cà rốt chưa nào? Một củ cà rốt các em ơi. Thỏ có thể ăn sáng được rồi. Gặp bên trên. Mà bên dưới, cặp ở giữa. No bụng rồi. Chúng mình lại lên đường chơi tiếp thôi.